Chào các bạn. Đây là con Galaxy S4. Và hiện tại là nó đang bị lỗi máy ảnh. Cảnh báo này, máy ảnh bị lỗi này. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để xử lý cái trường hợp này. Đầu tiên là các bạn vào phần cài đặt. Vào nhiều hơn này. Quản lý ứng dụng. Và tất cả. Tìm đến phần máy ảnh nhé. Đây phần máy ảnh đây. Các bạn chọn vào đây. Xong bấm xóa bộ nhớ đêm này. Xóa dữ liệu này. Ok. Xóa cái này không ảnh hưởng gì đến ảnh nữa các bạn. Ảnh các bạn chụp là vẫn còn. Vẫn lưu. Thoát ra vật. Xem này. Đấy. Rồi. Ngon lành thành đào luôn. Vào ảnh vẫn không bị mất. Mấy cái ảnh mình chụp là không bị mất luôn. Đây là mình